Đội tuyển Việt Nam nhận tin vui từ Nga, huấn luyện viên Kim Sang Sik gọi hàng loạt sao trẻ lên tuyển dự AFF Cup 2024. Trong thời gian gần đây, thông tin về việc đội tuyển Nga sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ và giới chuyên môn. Theo tờ Sport Express của Nga, đội tuyển quốc gia Nga sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu diễn ra vào tháng 9 tại sân Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tin vui đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik khi đội bóng của ông có cơ hội chạm trán với một đối thủ đẳng cấp thế giới, giúp nâng cao kinh nghiệm và chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2024. Cách đây không lâu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã tiết lộ rằng đội tuyển Việt Nam sẽ tham gia giải Tam hùng giao hữu trong dịp FIFA Days vào tháng 9 với sự góp mặt của Thái Lan và một đối thủ nữa, có thể là Nga hoặc là Panama. Đến nay đối thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam đã chính thức lộ diện, đó chính là đội tuyển Nga. Tờ Sport Express của Nga đã xác nhận rằng đội tuyển quốc gia Nga sẽ đối đầu với cả đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ giải đấu này, đồng thời nhấn mạnh rằng cả hai trận đấu sẽ diễn ra trên sân thống nhất. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Nga RFU, ông Maxim Mitrofanov đã hé lộ rằng đội tuyển Nga sẽ có hai trận giao hữu trong tháng 9, mặc dù ông không nêu rõ danh tính của các đối thủ. Tuy nhiên với thông tin được Sport Express công bố, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể yên tâm rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đối đầu với những chú gấu, một đội bóng vẫn được xem là mạnh dù đã bị FIFA và UEFA cấm thi đấu các giải quốc tế từ năm 2022. Đặc biệt tờ Sport Express còn quan tâm đến thủ thành Đặng Văn Lâm, người mang nửa dòng máu Nga. Tờ báo Nga viết có một điều thú vị là đội tuyển Việt Nam có một thủ thành mang dòng máu Nga, đó là thủ thành Đặng Văn Lâm, người sinh ra ở Moscow. Cha của Văn Lâm là người Việt, còn mẹ là người Nga. Anh từng có thời gian dài chơi bóng ở Nga cho các câu lạc bộ Sparta Moscow, Krylia Sovetov và Dynamo Moscow trước khi chuyển tới Việt Nam vào năm 2010. Từ năm 2015, Văn Lâm trở thành thủ môn đội tuyển Việt Nam cho tới nay. Mặc dù bị cấm thi đấu quốc tế, đội tuyển Nga vẫn được xem là một quân xanh chất lượng đối với đội tuyển Việt Nam, đặc biệt khi chuẩn bị cho AFF Cup 2024, giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam. Việc đối đầu với một đội bóng có lối chơi mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm như Nga sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam thử thách mình, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm quý báu. Theo như kế hoạch thì đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Nga vào ngày mùng 4 tháng 9, sau đó là trận đấu với Thái Lan vào ngày mùng 10 tháng 9. Đây sẽ là hai trận đấu quan trọng giúp huấn luyện viên Kim Sang Sik ra soát đội hình và chiến thuật trước khi bước vào chiến dịch AFF Cup vào cuối năm. Không chỉ tập trung vào đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng đã lên kế hoạch gọi hàng loạt các sao trẻ cho đợt tập trung của U22 Việt Nam trong tháng 8 và tháng 9. Mặc dù là U22 Việt Nam không tham dự giải đấu chính thức nào từ nay cho đến cuối năm 2024, nhưng mà việc tập trung lần này được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho vòng loại U23 châu Á năm 2026 cũng như là SEA Games 33. Mới đây những gương mặt đầu tiên được chiến lược gia người Hàn Quốc triệu tập đã lộ diện. Đó là các cầu thủ Đoàn Huy Hoàng, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Mạnh Hưng, Khuất Văn Khang, Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Hồng Phúc Nguyễn Công Phương, Nguyễn Văn Tú của Thể công Việt theo và Hồ Văn Cường, Cao Văn Bình, Trần Nam Hải của Sông Lam Nghệ An. Đây đều là những tài năng trẻ triển vọng, có tiềm năng trở thành trụ cột cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Trong đợt tập trung này, huấn luyện viên Kim Sang Sích sẽ có cơ hội giả soát, đánh giá lực lượng U22 Việt Nam nhằm có sự chuẩn bị chủ động nhất cho các giải đấu quốc tế quan trọng sắp tới. Theo kế hoạch thì đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân tại trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam của VFF từ ngày 13 tháng 8 cho đến ngày 17 tháng 8. Nếu thể hiện tốt trong đợt tập trung này, nhiều khả năng là một số cầu thủ U22 sẽ được đôn lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Thái Lan và Nga ở FIFA Days tháng 9. Và xa hơn thì họ có thể góp mặt trong chiến dịch AFF Cup năm 2024. Sự xuất hiện của những cầu thủ trẻ tài năng không chỉ mang lại sức mạnh cho đội tuyển mà còn tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trong đội hình. Điều này rất quan trọng trong việc xây dựng một đội tuyển mạnh mẽ, không chỉ cho AFF Cup mà còn cho các giải đấu lớn hơn trong tương lai. Với những bước chuẩn bị kỹ lưỡng từ huấn luyện viên Kim Sang-sik và ban huấn luyện cùng sự bổ sung của các tài năng trẻ, đội tuyển Việt Nam đang tràn đầy hy vọng bước vào giai đoạn quan trọng nhất của năm 2024. Những trận đấu giao hữu chất lượng với Thái Lan và Nga sẽ là bài test quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam tự tin bước vào AFF Cup với mục tiêu cao nhất. Hãy cùng chờ đợi và cổ vũ cho những chiến binh sao vàng trong những trận đấu sắp tới đây. Không khớp yêu cầu từ huấn luyện viên Kim Sang Sik vì sao con cưng bầu hiển vẫn sẽ là trụ cột đội tuyển Việt Nam. Dù sở hữu phong cách thi đấu không quá tinh quái nhưng ở Phạm Tuấn Hải có rất nhiều những tố chất khác sẽ làm huấn luyện viên Kim Sang Sik khó lòng bỏ qua. Mới đây, trợ lý huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông Choi won kwon đã tiết lộ về yêu cầu chính của chiến lược gia người Hàn Quốc khi triệu tập nhân sự cho đội tuyển Việt Nam thời gian tới. Trong góc nhìn chuyên môn của ban huấn luyện, chúng tôi cần những cầu thủ chơi trung vệ phải cao to, chơi tiền vệ phải kỹ thuật và chơi tiền đạo thì phải tinh quái. Dù chỉ có một vài nét chính như vậy, song thời gian qua đã có không ít đồn đoán về việc dựa theo các tiêu chí kể trên, tới đây huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ gọi cầu thủ nào lên đội tuyển quốc gia. Ở riêng hàng tiền đạo, tiêu chí tinh quái là một điều rất thú vị. Các tiền đạo tinh quái sẽ luôn biết cách khai thác điểm yếu của hàng thủ đối phương, có thể tạo ra những bước ngoặt cực kỳ bất ngờ cho trận đấu. Tuy nhiên, đấy không phải là yếu tố quan trọng nhất để tạo nên một tiền đạo hàng đầu. Có những tiền đạo thi đấu không quá tinh quái, thậm chí hơi mang chất cày sâu quốc bấm, song vẫn tạo ra một tầm ảnh hưởng lớn, tạo được những bước ngoặt quan trọng. Trên hàng công đội tuyển Việt Nam lúc này, Phạm Tuấn Hải là một cầu thủ như vậy. Kể từ khi mới lên đội tuyển quốc gia năm 2021, Phạm Tuấn Hải đã khiến người hâm mộ phải chú ý đến mình bởi phong cách thi đấu theo kiểu là nơi nào cũng có mặt, miễn là huấn luyện viên chỉ đạo và miễn là đồng đội cần. Phạm Tuấn Hải rất chịu khó di chuyển, rất chịu khó phối hợp với đồng đội và thậm chí là sẵn sàng lùi sâu nếu cần. Thi đấu năng nổi như vậy lại thêm kỹ thuật tốt, rất điểm tốt, tốc độ tốt, thể lực bền bỉ. Tuấn Hải trở thành một nhân tố cực kỳ khó đối phó với hàng thủ đối phương. Các đồng đội cũng dễ dàng triển khai tấn công hơn hẳn mỗi khi Tuấn Hải ở trên sân, bởi anh chơi rất tập thể. Tuy nhiên theo kiểu chơi cần mẫn thì không có nghĩa là Phạm Tuấn Hải thiếu đi sự tinh tế, nói là tinh quái thì không đúng, nhưng mà cách chạy chỗ của Phạm Tuấn Hải ngày càng trở nên thông minh hơn. Đôi khi tưởng như pha tấn công của đội tuyển Việt Nam đã kết thúc thì cái bóng Phạm Tuấn Hải đột ngột băng lên, dứt điểm tung lưới đội bạn. Tình huống Phạm Tuấn Hải băng lên chớp thời cơ, ấn định tỷ số 3-2 cho đội tuyển Việt Nam trước Philippines ở phút 90 cộng 5 hồi tháng 6 vừa rồi, chính là một ví dụ điển hình. Khi pha dứt điểm của Tuấn Anh bị thủ môn Philippines đẩy ra và các hậu vệ đội bạn lùi về, tưởng như cơ hội đã hết thì Tuấn Hải xuất hiện. Nói về Phạm Tuấn Hải, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn, người được đào tạo trẻ nhiều năm tại câu lạc bộ Hà Nội FC và cũng từng có giai đoạn dẫn dắt đội 1 từng nhận xét. Tuấn Hải là một cầu thủ có tốc độ, sức mạnh rất tốt với một thể hình ở mức trung bình và không ngại va chạm. Về mặt chiến thuật thì Hải có điểm mạnh là luôn đọc và chiếm được khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự đối phương cũng như ra chân nhanh khi có thể dứt điểm. Lối chơi của Hải gần đây có sự thay đổi và tiến bộ nhiều khi cũng đã chơi phối hợp và kết nối với đồng đội nhiều hơn. Ngoài khả năng dứt điểm thì Hải cũng đã truyền và tạo điều kiện nhiều cho đồng đội. Về khả năng dứt điểm của Hải thì cũng có thể nói là toàn diện khi có thể rút cả hai chân và đánh đầu. Trong hai trận đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik hồi tháng 6 vừa rồi, Phạm Tuấn Hải đều phải vào sân từ băng ghế dự bị và cũng đều ghi bàn thắng. Chưa rõ ý đồ của huấn luyện viên Kim Sang-sik khi đó cho Tuấn Hải dự bị là chiến thuật hay do chưa đánh giá cao tiền đạo này, nhưng mà dù theo hướng nào thì tới đây huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ khó lòng bỏ qua Phạm Tuấn Hải cho hành trình hướng về AFF Cup năm 2024 vào cuối năm. Cầu thủ Việt kiều chất lượng gia nhập V-League, đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn. Bóng đá Việt Nam đã có thêm một cầu thủ Việt kiều chất lượng cập bến đấu trường V League, đó là Jason Pendan Quang Vinh, người vừa ký hợp đồng 2 năm để khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội với phí lót tay là 10 tỷ đồng một mùa. Jason Pendan Quang Vinh không phải là cầu thủ xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trước đây hậu vệ sinh năm 1997 từng chơi trong màu áo của Quivelli Rouen, câu lạc bộ đang chơi bóng tại Ligue 2 của Pháp. Nên nhớ là ở mùa bóng năm 2023 Jason Pendan Quang Vinh đã ra sân 33 trận ở League 2 cho đội Quivelli Rowan, trong khi Quang Hải thì chỉ đá chính 2 trận ở League 2 trong màu áo của Pau FC. Đẳng cấp của Jason Pendan Quang Vinh là điều không cần phải bàn cãi khi mà anh từng được triệu tập vào thành phần đội tuyển U17 Pháp. Sau khi gia nhập đội công an Hà Nội, phía đội bóng ngành công an cũng cam kết sẽ hỗ trợ Jason Pendan Quang Vinh sớm nhập quốc tịch để dự AFF Cup 2024 nếu được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập vào thành phần đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, mới đây cầu thủ trẻ Việt Kiều New Zealand là Keelin Nguyễn Trương Khôi, sinh năm 2003, đã đến thử việc tại câu lạc bộ Hải Phòng. Mùa giải 2023-2024, Keelin Nguyễn Trương Khôi khoác áo câu lạc bộ Wellington Phoenix, đội bóng thi đấu tại giải vô địch quốc gia New Zealand và đã ra sân 20 trận, thi đấu 1.419 phút, trung bình mỗi trận Trương Khôi thi đấu hơn 70 phút. Anh có 8 bàn thắng và một đường kiến tạo cho đội bóng của New Zealand trên mọi mặt trận. Kelly Nguyễn Trương Khôi thi đấu ở vị trí tiền đạo và có thể hình rất tốt, cao 1m86. Điểm mạnh của cầu thủ này là tốc độ, khả năng xoay sở và chọn vị trí rất điểm tốt. Hiện trên trang Transfermark, Trương Khôi có giá khoảng 150.000 euro. Bố của Kelly Nguyễn Trương Khôi rất muốn con trai về Việt Nam thi đấu và cống hiến. Hiện tại gia đình anh đang rất tích cực hoàn tất quá trình nhập tịch cho anh. Sự xuất hiện của Jason Pendan Quang Vinh và Kaelin Nguyễn Trương Khôi đang mở ra nhiều tín hiệu mới cho đội tuyển Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Bởi cùng với Nguyễn Philip, Patrick Lê Giang hay Đặng Văn Lâm vẫn đang chứng minh giá trị tại V-League. Đây chính là cơ hội tốt để tạo ra một làn sóng cầu thủ Việt kiều chất lượng khoác áo tuyển Việt Nam trong tương lai. Hiện một số cầu thủ Việt kiều trẻ chất lượng đang chơi bóng tại châu Âu rất hay mà VFF có thể tìm cách liên hệ như là Ibrahim Maza 18 tuổi đang chơi tại Bundesliga 2 hoặc là Emerick Farao Tourne 20 tuổi đang chơi tại League 2. Hiện xu hướng nhập tịch cầu thủ giờ đã không còn quá xa lạ với các quốc gia trên thế giới. Nó giúp nhiều đội tuyển mạnh hơn và tăng sức cạnh tranh. Trường hợp của Indonesia trong giai đoạn gần đây chính là ví dụ điển hình. Bóng đá Việt Nam có lẽ cũng không nằm ngoài xu hướng này chỉ có điều làm sao chúng ta có thể thu hút và sở hữu được những cầu thủ thật sự chất lượng có chuyên môn cao và nhất là tuổi còn trẻ để cống hiến lâu dài cho đội tuyển quốc gia đó chính là cách làm hợp lý giúp đội tuyển việt nam mạnh lên để có thể cạnh tranh ở các đấu trường từ khu vực cho đến châu lục